bạn. Nhóm tụi mình là sinh viên khởi nghiệp thuộc cộng đồng mạng 360 Hot. Hôm nay chúng mình làm một bài clip ý nghĩa. Nếu hay và ý nghĩa thì các bạn hãy like và share cho chúng mình để làm những clip tiếp theo. Mọi thắc mắc về công việc từ thiện, các bạn hãy truy cập vào website 360hot.vn để biết thêm chi tiết. Kia gì đó, con chạy qua mà không thấy bà nên là bà bệnh cứ... nằm bệnh viện, quậy mới về nha, về qua, thì tụi con quậy chạy, quậy té, quậy tắm mà quậy té con à, quậy té rồi chân sống, còn cái lưng quậy còn nẹp nè, quậy mặn là hẻm ba cháu á, thấy là con, đó, quậy mặn hút nam, quậy mới về quậy ngồi ngày một chiều qua tới giờ, quậy té quậy trong tắm vùng tắm quậy trợ có con rồi quậy té, dạ thì con thấy quậy ngồi quậy bán đây mấy năm rồi đó. Dạ. Quậy xin phường á con mới được ngồi đó. Dạ. Chứ phường đâu có cho ai ngồi chiều lấn chiếm lại đường. Quậy xin phường 2, phường 3 đây nè. Cho quậy ngồi mấy năm, ngày 29 rồi quậy cũng ngồi đây quậy bán với chỗ với kẹo với cơm rồi. Dạ. Thì cái này con biết thì con thường không có đi. Thấy ngoại ở đây con cũng cho tiền mà. Nhiều cháu cũng ghé đây cho quậy nhiều lắm. Dạ thì con nhớ, con nhớ ngoại thì con có đi đường thì con cảm ơn các con thì giúp đỡ cho Hoài à. Rồi nó dạ. Con nhỏ nhỏ ít gì cái tấm lòng con là nó nhiều dạ. Hơn dạ, là cái quà dạ. Thì con cũng gửi ở ngoài rồi chúc ngoài ngoài ở đây mà ngoài ở phường năm dạ. Chúc ngoài sống khỏe ngoài con nhiều nhưng mà ngoài có đây ngoài ở đây một mình thôi à có mình con đâu có ai đâu con gái ngoài đâu à có anh đứa rồi nó mất rồi nó ngoài sống có mình ngoài à 20 năm rồi ngoài quê luôn ngoài đâu có ai nuôi ngoại con nhà nước cho 270 mà ngoại không nhấn cài để coi ngoại cởi con nghe tiền cáp hết 55.000 rồi tối ngoại về ngoại buồn mở tivi coi á người ta cho cái tivi rồi ngoại mở coi chứ còn tiền điện tiền nước là hết rồi ngoại đâu có dám cài đâu con để ngoại đi bán như vậy nè lấy tiền để mua thuốc uống ngoại bị tai biến nữa ngoại đi có được đâu ngoại đây già rồi ngoại không làm gì được cái tiền tụi con góp cho ngoại chút ít như thế này để ngoại lấy tinh thần ngoại ngồi đây thôi cảm ơn con nha con lúc trước con. Mấy năm trước ngoại khỏe ngoại đi bãi trước rồi bán á thì gặp mấy cháu cho bánh chưng và tết ngoại cũng được hai cái bánh chưng với quà với được 200.000 nữa cũng mấy con cũng giúp đỡ cho hoài đó hai năm nay hoài hết đi nổi rồi hoài ngồi đây không à thì tụi con thì cố gắng vận động mọi người cái gì mà ủng hộ bên nhóm tụi con tiếp tục làm những công việc mà từ thiện như thế này thì ngoài cố gắng giữ sức khỏe thì tụi con cố gắng á thì tụi con cố gắng kêu gọi mọi người giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn như vậy ngoài cho ngoại cảm ơn con nhiều lắm dạ không sao cái này quan nhỏ dạ ngoại cảm ơn ai còn dạ dạ ngoại đâu phải nuôi chẳng có mình 20 năm nay đó con dạ có ngay vô vườn cho mỗi tháng được mấy trăm ngàn á ngoại đóng tiền điện nước
mấy con ở gần đây không? Dạ, tụi con ở Vũng Tàu ngoài. Phường mấy? Dạ, tụi con phân bố nhiều phường, phường 8 và phường Nguyễn An Ninh nhiều. Dạ, tụi con là sinh viên. Rồi, viên mà đi đầu này đường nọ mà. Mấy con nhìn thấy nó khó khăn nhiều quá, rồi nhiều thấy cụ già đi lang thang, cơ nhở gì. Con thấy thương lắm. Con chịu đựng không nổi. Con nhìn nó con chịu đựng không nổi. Vậy cảm ơn con. Thì con muốn anh em tụi con cùng vô xong rồi chia sẻ cho mọi người. Kêu cơm chè áo à. Dạ, xong rồi con kêu sẵn đó con kêu gọi mọi người ủng hộ rồi chia sẻ giúp đỡ bà. Đây nhiều người thương hoài lắm. Phải ngồi đây bán á con. Dạ. Nhiều người ghé đây giúp hoài. Dạ. Con hai tờ số chia sẻ buồn vui với hoài đó. Dạ. Buồn đỡ buồn con. Việc gì ạ? Dạ cô đi mua đi chai thôi. Mua chai chai thôi ạ? Dạ. Dạ, nhà cô ở đâu ạ? Dạ trên núi mướn một chỗ. Nhà cô có gia đình không ạ? Có hai chồng không mà bà già mới chết. À bà già
làm gì có đủ kiếm sống qua ngày không ạ? Thì đủ qua ngày thôi chứ không có dư giả. À, dạ thì làm ngày nào là xào ngày nấy thôi, rồi ngày nào ở nhà thì ở nhà thì nấu vậy thôi. Dạ. Thì con ở bên công ty mạng truyền thống 360 hot thì con đại diện con với anh này đại diện nhóm em mình nhóm này và đi phát quà thì nếu hoàn cảnh của cô khó khăn thì con có thể chia sẻ cho mọi người một ủng hộ chung tay để mà giúp đỡ hoàn cảnh của cô. Cô nhận cái này quà thì không nói nhiều á, tại vì tấm lòng của tụi con thôi. Cô nói về tình thì cô cũng khổ vô đi động lên con trai vậy đó. Rồi chiều để cô đi ra xuống cho bụng lon bụng cha luôn. Để cô đồng giúp cô dùng tay. Nói chung là người góp sức thì tạo ra người miếng dồn lại chứ không phải một mình con không đủ thăng. tới lễ ngày 8 tháng 3 ngày phụ nữ thì con cũng làm cũng
người công việc riêng, chịu khó không có tập đoàn lại, mua chút quà giúp cho người già mà đi ra hàng này, nếu một phần quà để cho cô lao công mà không có bạn thì đến lớp chọn cho thành phố sạch đẹp hơn. Nhưng dịp hè tháng 3 này cô chúng tôi cháu cũng kêu gọi mọi người góp cho má và họ tính cao. Bán Hòa Sơn trước sau gì cũng giao vào tay con. Nhưng mà thật ra thầy sư phụ con rất kỳ vọng ở con. Con đừng bao giờ để chúng ta thất vọng. Nhưng mà sư phụ đang nghi ngờ con. Người kia chỉ sư đệ tới giám sát con. Bác ở đây có một mình. Đích thực dạo này xảy ra quá nhiều chuyện. Thực tà kiếm pháp tham gia không rõ tung tích. Tử Hà Bi Kiếp lại bị lấy cắp mắt. Gần đây võ công của con đã trở nên rất lợi hại. Cho nên cùng sư phụ con thương. Có nghi ngờ anh giờ làm gì bác? Bán nước đá cho mẹ nó. Vì của đá bán cực kỳ lập dụng. 500 ngàn 2 ngàn. Uống tịch tại kiếp phổ đó con chưa từng nhìn thấy qua. Còn cũng không hề. Chúng cháu thì không giúp đỡ được bao nhiêu. Những kiếp thấp mà con đã học được. Chúng cháu cũng ủng hộ tinh thần lại sư nương nè. Nhưng mà con từng hứa với người đó không được tiết lộ người đó ra ngoài. Sư nương người phải tin con. Từ nhỏ tới lớn con có đa bệnh gì cũng được người ta sư nương chăm sóc. Tính tình của con ta biết rõ nhất. Nếu con đó không con thì nhất định là không con. Dạ thì con mới dẫn mọi người tới đây vậy. Dạ. Con ngồi mạnh giỏi hơn không? Dạ. Mắt quá không qua bệnh chơi được. Dạ thì cũng biết không con. Vậy cứ đi. Ok tối ngày. Dạ. Thì bảy sức khỏe đi. Tại vì đây là chương trình ngày 8 tháng 3 của con. Đi tiểu mấy người khó khăn cũng lại từ quán trọ đỡ. Này con đi sư phụ ạ, con tới nhà ngoại thủ phụng để con báo trước một tiếng. Nhà ngoại thủ phụng chuẩn bị mọi thứ để đón con sư phụ suy nghĩ cả tuần. Quy tắc thì đã được mọi người hiểu ra. Nhưng mong sư phụ cho con về thông báo một tiếng trước. Con xin phép nếu không phải thủ phụng sẽ không phải con. Không biết là gì đó là không phải.